Kính thưa các bạn, hôm nay Tiết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về kỳ ba trả quả nhãn tiền. Kính mong chủ shop miệng liền Nam Mô. Tiết Già chia sẻ về một cô gái trẻ mà cũng như là đánh cắp cái chiếc váy 160.000. Thì cái cô này thì sai, đúng không các bạn? Chứ không có đúng thì ăn cắp là sai. Thì cái sai này á là của vấn đề mà của nhà nước, của những người có cái trách nhiệm mà người ta xử lý. Còn mình là cái người giàu có, mình là người giàu có, mình là người chủ shop, tức là mình đã giàu rồi. Mà cái kẻ đánh cắp này, cái cô gái trẻ này đánh cắp này, thì cái cô gái trẻ này á, thì mình người ta nghèo, người ta mới là cũng như là ăn cắp cái váy 160.000 đó. Chứ nếu như người ta giàu, chắc chắn rằng cho người ta không mặc nữa các bạn. Tiết Già nói thật với các bạn nha, hồi xưa Tiết Già còn trẻ, Tiết Già không có mặc mấy cái đồ mà rẻ tiền như vậy đâu. Nói cho các bạn biết, thì ít nhất mình cũng phải là mặc cái váy nào mà nó hơi đắt tiền. Mà tại vì cô gái này chắc có lẽ hả, giống như là người ta cũng như là nghèo khó nè, người ta không đủ tiền để mua chiếc váy rất là rẻ tiền. Thì mình cũng nghĩ là tại sao mà cô bé này như vậy, thì mình kêu vô, mình thấy ngạc nhiên, mình kêu vô. Chứ nếu như người mà ăn trộm ăn cắp á, thì người ta gom một đống đồ, chứ ai mà ăn cắp mà rảnh đâu mà ăn cắp có một chiếc váy như vậy đó các bạn, thấy không? Thì nói đến với người tu á, là mình á, cũng như là lấy cái tâm từ bi á, là mình phải quá độ cho những người mà sai lầm đó. Mình phải hả dùng cái tâm từ bi của mình để quá độ những người sai lầm, và mình thương luôn những kẻ sai lầm, những người sai lầm, những người đi con đường sai trái đó, cũng như những người mà người ta lầm đường lạc lối, người ta sai trái, thì mình phải biết thương người ta. Cái tu là nó khó chỗ đó, thương luôn những cái người mà người ta ghét mình luôn, thương luôn những người mà người ta thấp hơn mình càng thương nhiều nữa. Trời cho mình được một cái sự nghiệp như thế đó là mình phải hả thương người thật là nhiều, mình mới giữ được cái sự nghiệp của mình. Mà nhất là cái kỳ ba này nữa, là cái kỳ này là cái kỳ mà đánh sập hết cái nền kinh tế, không có cho mà làm ăn cái vấn đề mà thời trang. Thì đây coi như là cũng là cái quả nghiệp mà tới để đánh sập cái tiệm không cho làm ăn nữa đó các bạn. Tại vì á, người mình á, nếu như không biết tu, không có lòng đạo đức á, thì coi như hả ma quỷ á, nó xúi dục cho những cái chuyện mà nó xảy ra. Nó đơn giản có 160.000 mà nó tiêu luôn cái shop, mà hả còn bị những cái chuyện mà gọi là giống như là hả phạt rồi tù tội gì nữa đây. Tại vì em này mới có 16 tuổi, là dưới cái tuổi gọi là hả cái tuổi của trường người trưởng thành là 18 tuổi đó, ở Việt Nam đúng không các bạn, ít nhất cũng phải 18-20 tuổi. Thì cái chuyện đó là xử lý cái bên vấn đề, người ta có trách nhiệm, người ta xử lý. Còn mình mà nếu mà gặp một người ăn trộm mà người ta đến, người ta ăn cắp gạo, người ta ăn cắp tất cả những cái gì là làm cắp giặt, tức là người ta đói đó các bạn ơi. Chứ nếu thật buồn thay đúng không các bạn, nếu như mà cô gái trẻ đó là những người mà người ta chuyên nghiệp đó, thì người ta đâu có rảnh rỗi mà người ta thì người ta để lấy chi mà cái váy như thế mà có 160.000. Mà mình cái xử lý của mình nó cũng như là nó hơi thô lỗ, nó không có được cảm thương. Cho nên hả mình phải hả đánh đập hành hạ người ta như vậy, thì cái quả nghiệp nó trả hả trả liền luôn, trả nhãn tiền luôn. Các bạn thấy không, cái thời kỳ này Tiết Già chia sẻ là những người làm chủ nè, những người giàu có nè, là phải cố gắng mà đem lòng từ bi để thương xót những kẻ nghèo nha. Dù hoàn cảnh nào cũng vậy hết, mình phải ráng cố gắng mình lấy cái tình thương mà mình hả xử lý. Chứ mình đừng bao giờ mà mình lấy cái sự mà giống như giàu có mà mình đạp đổ những người mà nghèo khổ như vậy. Là cái quả nghiệp nó tới, mà nó tới liền luôn, là cái kỳ này không cho ai mà giàu,
không có cho ai làm chủ, chỉ cho hả giống như là đủ sống đủ xài thôi. Còn nếu như những người giàu sang á, người ta biết á, người ta có phước á, để người ta hưởng á, các bạn biết không, thì người ta hiện tại giờ người ta làm những cái việc thiện, việc lành để người ta giữ được cái của trên trần thế rất là khó. Tại sao cái của trên trần gian này mình giữ khó như vậy? Nó rất là khó, là cái chỗ này mình xê xích chút xíu là nó tiêu tan sự nghiệp, nó không có còn. Nhất là cái kỳ 3 này nữa, các bạn biết không, là cái kỳ này là kỳ đánh sập hết tất cả những người bất nhân bất nghĩa, những người ác độc. Mặc dù cái cô gái này người ta sai cái chỗ là người ta gọi là người ta về phạm luật, người ta cũng như là ăn cắp là một cái tội phạm rồi, mà cái phạm này á, là có 160.000 à, thì cái luật xử cũng không có đáng đồng tiền nữa, chỉ là giống như cảnh cáo vậy thôi, chứ người ta đâu có phải là ăn cắp cái số tiền 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu hay là cái hột xoàn gì đâu, cái gì mà nó lớn lao đâu. Cái này giống như người ta có một sự đói khát, người ta thèm thuồng một chiếc váy để mặc thôi, chứ không có đến đổi mà người ta ăn cắp cái hột xoàn hay cái gì mà cái xe hơi, cái gì mà nó tài sản quá lớn, tức là người ta tham lam. Cái này là chỉ hả cái tuổi trẻ mà giống như bồng bột vậy thôi, thì mình dạy dỗ, mình kêu vô mình dạy dỗ rồi mình tặng luôn 2-3 chiếc váy nữa cũng đâu có sao đâu, đâu có là hết cái tài sản của mình được. Mình đang giàu là chủ shop mà, đúng không các bạn? Nó hồi xưa Tiết Già hồi còn trẻ, Tiết Già cái kiểu như thấy ai mà nghèo nghèo khổ khổ là Tiết Già giống như là thương xót hết, Tiết Già tặng hết luôn. Bởi vì tại sao mà cái lúc trung giận á, Tiết Già khổ không có tiền, không bao giờ mà có dư giả hết. Nhưng mà mình thấy như vậy mà tới già, tới hậu giận mình lại ha, cũng như có nhà có cửa, nó có công ăn việc làm, có cơm có nước ăn để tu tập tiếp tục mình hả, tu tập mình sinh sống mình hả, luyện cái tâm thánh thiện của mình để mình hưởng đời đời. Chứ còn như mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng mình có tiền là mình có quyền, không có được. Cái thời này có tiền không có quyền được, thần linh coi như là ghi chép rồi hả, tất cả những hả giống như âm binh là hả đi ghi hết tất cả cấm cờ hết rồi. Ta nói ác lai là ác báo đó, các bạn thấy không, có một chút xíu vậy thôi mà giờ tiêu tan cả sự nghiệp luôn. Thay vì hả giờ cầm đại cho cô gái đó 1 triệu 2 triệu đi, rồi nó giữ lại cái shop nó còn hơn nữa, rồi bây giờ nó banh chành cái shop hết trơn rồi, rồi tiêu tan sự nghiệp luôn. Từ đây sắp tới ai mua bán gì nữa, ai mà nhìn cái mặt không là người ta thấy ghét rồi, ác quá mà làm sao mà làm ăn được. Nó nhìn mình muốn làm ăn mua bán để có tiền, muốn giàu sang phú quý để muốn hưởng cái của trên trần gian này á, thì mình phải hả làm những cái việc mà thiện, việc phước, dù cho người nào có sai trái với mình đi nữa, mình cũng hả giống như là mình buông bỏ nè đó, rồi mình hả tha tội tha lỗi cho người ta. Đó thì mình mới được cái sanh phước, mình mới được phước, mình mới sống đời đời. Còn cái này mà ỷ thế cậy quyền, rồi kêu người này người kia đánh đập hành hạ rất là tội. Có 160.000 mà đánh người ta quá sức luôn rồi hả, làm những cái chuyện như vậy thấy rất là tội tình luôn. Mà mình làm quá đáng như vậy là coi như là cái quả mình nó trả liền tay luôn, nó trả trong mà giây phút luôn, chứ nó không có tới mà ngày mai, ngày mốt, hay tháng sau hay là kiếp sau. Bởi vì sao? Tiết Già chia sẻ cùng các bạn rằng kỳ này không có kiếp sau nha các bạn. Cái quả nghiệp kỳ này không có kiếp sau là như thế này nè các bạn. Cũng như là hả cho mình trả quả, cái kỳ 3 này là cho mình trả quả hết cái quả nghiệp của mình, để mình trả sạch cái kiếp này luôn. Tại vì kiếp sau á, là nếu như người nào không tu á, là coi như quá đẳng quá sanh, thành những cái súc vật, thành những cái thành bùn đá, rồi làm gì có kiếp sau nữa mà để trả. Cho nên trả luôn cái kiếp này mà trả nhãn tiền, trả liền tay luôn đó. Thấy sợ chưa các bạn? Tiết Già chia sẻ đây để các bạn nhìn thấy như vậy, để các bạn giữ vững cái con đường tu tập của mình đó, để cho mình vững tâm mình tu ha, là mình thấy là mình sanh phước rõ ràng luôn đó các bạn. Mình nhìn những cái chuyện mà gọi là hả nó trả quả nhãn tiền như vậy á, là cái sự tu tập mình á, mình cảm thấy mình không có mệt mỏi nè, mình hả tinh tấn, mình hả tu còn nhiều hơn nữa đó. Tiết Già chia sẻ và xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng tu hành tinh tấn,
để tránh những cái sự mà gọi là rủi ro, mà để làm chủ mà nó tụt dốc xuống cái là nó tiêu tan như vậy, nó cũng đau. Nói chung là cả hai bên đều đau lòng hết. Các bạn thấy ông cô ra gái trẻ cũng đau lòng, mà cái bà chủ shop cũng tiêu luôn, là cũng đau luôn, nó đau hết cả hai luôn. Tiết già chia sẻ để bà xin kính chúc từ đây sắp tới những chủ shop cố gắng mà làm sao mà lấy cái tâm từ bi để hóa độ cho những kẻ sai trái như vậy, những người mà người ta thiếu thốn như vậy. Đó là Tiết già chia sẻ để các bạn nào mà chủ shop là mình hãy chia, mình cũng như là chia bằng cái sống bằng cái tâm, lấy cái tâm từ bi như vậy thì mình mới giữ được cái shop của mình. Đó, Tiết già video chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.